Trong những năm gần đây, thị trường xe tải Việt Nam phát triển nhanh chóng về cả quy mô và nhu cầu, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai là rất lớn. Việt Nam luôn là thị trường chiến lược của Đông Phong. Hôm nay chúng tôi mang đến Việt Nam dòng xe đầu kéo cabin đời mới nhất của Đông Phong Trung Quốc để khách hàng được trải nghiệm, đánh giá những điểm khác biệt về ngoại hình, tính ổn định và tính kinh tế. Sự phát triển nhanh chóng của Đông Phong chúng tôi có được là nhờ sự hỗ trợ của các đối tác, khách hàng. Chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm và sẽ cùng các đối tác phát triển hơn nữa thị trường Việt Nam. Đồng thời thành lập các trung tâm phụ tùng, trung tâm đào tạo tại miền Nam và miền Bắc để cải thiện tỷ lệ luân chuyển và sự sẵn có của phụ tùng. Củng cố việc đào tạo tại địa phương, xử lý sự cố nhanh chóng, bảo hành dịch vụ cải thiện. Xe tải Đông Phong sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho tất cả các đối tác và khách hàng. Thị trường đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Tiêu chuẩn khí thải của động cơ xe được nâng lên thành tiêu chuẩn Euro 5. Giá dầu ngày càng đắt đỏ hơn, khối lượng vận chuyển tăng, lái xe có thời gian làm việc dài hơn. Với những thay đổi này, xe tải Đông Phong mới của chúng tôi không chỉ là những cỗ máy mang lại lợi nhuận cho khách hàng. Chúng tôi đưa ra việc kéo dài thời gian bảo hành để giúp khách hàng không lo lắng về việc bảo hành sau khi nâng cấp tiêu chuẩn khí thải. Đông Phong cũng sắp xếp điều chỉnh lại các thiết kế trên xe, điều chỉnh lại động cơ để xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Xe cũng được nâng cấp vô lăng đa chức năng, ghế ngồi, thêm vào các hệ thống giải trí và các chức năng hỗ trợ cuộc sống nhằm giảm bớt sự mệt mỏi cho khách hàng khi lái xe trong thời gian dài. Điều chúng tôi quan tâm nhất là biến mỗi chiếc xe tải Đông Phong trở thành một đối tác vận chuyển đáng tin cậy cho khách hàng. Đây là triết lý mà Đông Phong luôn tuân thủ, đồng thời cũng là điểm khác biệt lớn nhất của chúng tôi.